Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài số 8, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Thì các bạn nhìn vào trang 134 và 135, sách giáo khoa đã nêu rất rõ các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông rồi. Thứ nhất là các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông, tức là cái hệ quả của cái bài trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh và góc cạnh góc đấy. Hôm trước cô cũng nêu cho các bạn rồi. Tức là nếu như hai cạnh góc vuông của cái tam giác vuông này, hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của cái tam giác vuông kia, thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh, hoặc là người ta còn nói là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh góc vuông nhá. Cạnh cạnh góc vuông. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là hai cái hệ quả ở bài góc cạnh góc. Là nếu một cạnh của tam giác vuông và một góc nhọn kề của cạnh ấy, tức là một cạnh và góc nhọn kề của tam giác vuông này bằng một cạnh và góc nhọn kề tương ứng của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc, góc cạnh góc, hay còn gọi là trường hợp cạnh góc vuông và góc nhọn kề, đúng không ạ? Cạnh góc vuông và góc nhọn kề. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp là gì? Cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc này, góc cạnh góc nhá. Hai người ta gọi là bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn nhá. Cạnh huyền góc nhọn. Đó là ba cái trường hợp bằng nhau mà chúng ta đã biết ở những cái phần hệ quả rồi. Ví dụ như ở cái câu hỏi số 1, người ta hỏi rằng trên hình có những cái tam giác vuông nào bằng nhau. Cái câu hỏi số 1. Như hình 143 thì chúng ta thấy ngay là tam giác AHB bằng tam giác AHC. Tam giác vuông AHB bằng với tam giác vuông AHC theo trường hợp là gì? Cạnh góc cạnh, bởi vì gì? Có cạnh AH chung này, hai góc H bằng nhau bằng 90 độ này, BH lại bằng HC, là bằng nhau theo trường hợp gì? Cạnh góc cạnh. Hình tiếp theo đó là hình 144, sẽ có tam giác vuông KDE bằng tam giác vuông KDS theo trường hợp là gì? Góc cạnh góc, tức là trường hợp cạnh góc vuông và góc nhọn gì? Nhọn kề đấy, đúng không ạ? Góc cạnh góc. Hình tiếp theo đó là hình 145, là tam giác OMI và ONI. Tam giác vuông OMI bằng tam giác vuông ONI theo trường hợp là gì ạ? Cạnh huyền góc nhọn, bởi vì có cạnh OI là cạnh huyền chung. Có hai góc là góc MOI và NOI bằng nhau, thì hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Rồi, đó là các tam giác vuông bằng nhau của câu hỏi số 1 ở hình 143 đến 145. Thế còn trường hợp tiếp theo là trường hợp thứ tư về bằng nhau của tam giác vuông, đó là cạnh huyền và cạnh góc gì? Góc vuông. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau, tức là gì? Tức là nếu như có hai tam giác vuông ABC và DEF có cạnh huyền là BC bằng cạnh huyền EF, cạnh góc vuông AC bằng cạnh góc vuông DF, thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền cạnh góc vuông, đúng không ạ? Cạnh huyền cạnh góc gì? Cạnh góc vuông. Đó là bốn trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Cô nhắc lại thì các bạn nhớ này, bốn trường hợp bằng nhau, bốn trường hợp. Trường hợp một người ta gọi là trường hợp gì ạ? Cạnh góc cạnh, tức là hai cạnh góc vuông nó sẽ bằng gì? Tương ứng bằng gì? Bằng nhau. Trường hợp thứ hai
là trường hợp góc cạnh góc hay còn gọi là trường hợp gì? Cạnh góc vuông và góc nhọn kề. Tức là hai tam giác vuông có hai góc nhọn bằng nhau và hai cạnh góc vuông gì kề với góc nhọn đó bằng gì? Bằng nhau. Trường hợp thứ ba là trường hợp gì? Cạnh huyền góc nhọn, tức là cạnh huyền của tam giác vuông này tương ứng bằng cạnh huyền của tam giác vuông kia. Và hai góc nhọn tương ứng bằng gì? Bằng nhau, thì trường hợp là cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Còn trường hợp thứ tư đó là trường hợp gì? Cạnh huyền cạnh góc vuông là cạnh huyền của tam giác vuông này, này với lại cạnh vuông góc bằng với cạnh huyền tam giác vuông kia và hai cạnh góc vuông tương ứng bằng gì? Bằng nhau, thì nó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc gì? Vuông. Đây là bốn trường hợp bằng nhau của tam giác gì? Tam giác vuông. Thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bốn cái trường hợp bằng nhau này vào cái câu hỏi số gì? Số 1. À, câu hỏi số 2. Các bạn nhìn vào cái câu hỏi số 2. Cho tam giác ABC cân ở A, kẻ AH vuông góc với BC, chứng minh tam giác AHB bằng với tam giác AHC. Thế thì chúng ta thấy là tam giác ABC vuông thì có AB bằng AC, góc B bằng với góc C. À, tam giác ABC cân thì AB bằng AC này, góc B bằng góc gì? Góc C. Xét hai tam giác AHB và AHC sẽ có AB bằng AC, tức là hai cạnh huyền tương ứng bằng nhau, góc B bằng góc C, tức là hai góc nhọn tương ứng bằng nhau. Vậy thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Cạnh huyền góc nhọn. Đó, chúng ta sẽ xét tam giác vuông AHB và tam giác vuông AHC có này. Trước tiên là có góc AHB bằng với góc AHC bằng 90 độ. AB bằng AC, góc B bằng góc C vì tam giác ABC cân tại A. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra tam giác AHB bằng tam giác AHC theo trường hợp là cạnh huyền góc gì? Góc nhọn, chính là cái trường hợp bằng nhau thứ tư của trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác vuông chúng ta đã được thì được học. Bây giờ áp dụng bốn trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập ứng dụng. Bài đầu tiên đó là bài số 63 trong sách giáo khoa trang 136. Đầu tiên các bạn sẽ ghi giả thiết kết luận cho cô. Bài 63. Giả thuyết cho tam giác ABC cân tại A này, AH thì vuông góc với BC tại H. Kết luận chứng minh HB bằng HC. Ý B, chứng minh góc BAH bằng góc CAH. Yeah. Dựa vào giả thiết kết luận, chúng ta sẽ vẽ hình. Vẽ tam giác ABC.
A B C. AH vuông góc với BC. Cái gì hả? Tam giác ABC cân thì chúng ta có các cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng gì? Bằng nhau, chúng ta có thể ký hiệu luôn trên hình. Thế thì cô đã nói rồi, khi mà làm một bài toán hình học thì người ta cho chúng ta giả thuyết như thế nào? Thì mà cho giả thuyết mà chúng ta có thể suy ra được các góc hoặc các cạnh nào bằng nhau thì chúng ta suy ra luôn. Ví dụ như ở bài này, người ta cho chúng ta là tam giác ABC cân tại A, đúng nhỉ? Thì chúng ta suy ra luôn được cái cạnh AB bằng với cạnh AC, và góc B thì bằng với góc gì? Góc C. Cái này là theo tính chất của tam giác thì tam giác cân thì được hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng gì? Bằng nhau. Đấy là từ giả thuyết chúng ta suy ra. Một cái thứ hai là gì? Từ giả thuyết thì chúng ta sẽ được là AH này vuông góc với BC tại H, thì chúng ta cũng được là góc AHB bằng với góc AHC bằng 90 độ. Được chưa? Thế là từ những cái giả thuyết chúng ta đã suy ra được gì? Các góc và các cạnh tương ứng bằng nhau như thế này rồi. Chính những các góc và các cạnh tương ứng bằng nhau này nó sẽ phục vụ để chúng ta chứng minh ý A và ý gì? Ý B. Thì ở đây ý A là các bạn chứng minh cho HB bằng với HC, đúng không ạ? Muốn chứng minh HB bằng HC, chúng ta sẽ chứng minh hai cái tam giác chứa hai cái cạnh này bằng nhau. Tam giác chứa HB là tam giác AHB, và tam giác chứa HC là tam giác AH gì? AHC. Hai tam giác này là hai tam giác vuông tại gì? Tại H. Vuông tại H. Có cạnh AB bằng cạnh AC, góc B bằng góc C. Thế thì hai tam giác sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Thế thì khi chứng minh thì chúng ta sẽ đi ngược từ dưới lên. Cái sơ đồ tư duy này thì cô đã dạy các bạn rất là nhiều rồi, đúng nhỉ? Hầu như tất cả các bài hình thì cô đều đưa ra cái phương pháp như thế này cho các bạn, để các bạn nhớ là muốn chứng minh cái A thì tôi phải làm gì, qua các bước như thế nào, đúng không? Thế thì sau khi chúng ta xác định được các bước rồi thì chúng ta sẽ đi ngược từ dưới lên, tức là từ chứng minh từ dưới lên để được điều phải gì? Phải chứng minh. Vậy bây giờ bước đầu tiên là chúng ta gì? Đi xét hai tam giác. Dựa vào cái sơ đồ, chúng ta đi xét hai tam giác AHB và tam giác AHC. Có góc AHB bằng góc AHC bằng 90 độ, đúng không ạ? AB bằng AC này, góc B bằng góc C, chúng ta vừa chứng minh ở trên. Thì suy ra tam giác AHB bằng tam giác AHC theo trường hợp là cạnh huyền góc thì góc nhọn. Hai tam giác bằng nhau, suy ra hai cạnh tương ứng là HB bằng H gì? HC là hai cạnh tương. Đó là ý A. Ý B, chứng minh góc BAH bằng CAH, BAH bằng CAH. Thế thì chúng ta thấy hai cái góc này nó nằm trong hai tam giác bằng nhau vừa chứng minh ở bên trên xong. Thế thì chỉ việc suy ra thôi, đúng không nhỉ? Vì tam giác AHB bằng với tam giác AHC chứng minh ở ý A, thì cô sẽ được góc ABAH bằng CAH là hai góc tương ứng. Đó là bài số 63. Chúng ta nhớ là chúng ta cứ ghi giả thiết kết luận rồi vẽ hình theo giả thiết kết luận, và từ những cái giả thuyết thì chúng ta suy ra được điều gì thì chúng ta suy ra luôn, tức là suy ra các góc hay các cạnh nào bằng nhau. Đó là bài 63. Bài tiếp theo là bài 64.
trang 136. Ở bài 64, đề bài cho chúng ta như sau. Cho tam giác ABC và DEF có góc A bằng góc D bằng 90 độ AC bằng DF. Hãy bổ sung thêm điều kiện bằng nhau về cạnh hoặc về góc để tam giác ABC sẽ bằng với tam giác DEF. Thế bây giờ cô sẽ vẽ hai cái tam giác từ người ra hẳn. Cái bài này thì chúng ta không nhất thiết phải viết giải thích kết luận nhé. Chúng ta sẽ vẽ hai tam giác ABC và DE. Các bạn chỉ vẽ tượng trưng thôi. A, B, C, D, E, F có góc A bằng góc D bằng 90 độ này. AC bằng DF. Và người ta hỏi là hãy bổ sung thêm điều kiện bằng nhau về cạnh hoặc về góc để tam giác ABC bằng tam giác DEF. Nếu muốn bổ sung thì chúng ta phải dựa vào các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Ở đây thì có thể xảy ra rất là nhiều trường hợp đúng không nhỉ? Trường hợp thứ nhất là chúng ta có thể bổ sung thêm là góc C này bằng góc gì? Góc F để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc, cạnh, góc, góc, cạnh, góc. Trường hợp thứ nhất là thêm góc C bằng góc F để tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp góc, cạnh, góc. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể thêm cạnh DE bằng cạnh AB để hai tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp là cạnh góc cạnh, cạnh góc cạnh, đúng không ạ? Trường hợp thứ ba, chúng ta có thể thêm BC bằng với EF. BC bằng với EF để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông, cạnh huyền, cạnh góc vuông. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư chúng ta xem là có thể lấy ở đâu. Hết rồi đúng chưa? Bởi vì là chỉ phải liên quan đến cạnh AC thôi. Mà liên quan đến cạnh AC thì chỉ có trường hợp là cạnh cạnh góc vuông này, rồi trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông và cạnh góc vuông góc nhọn kẻ thì chúng ta đã liệt kê hết ở đây rồi. Đó là bài số 64. Bài tiếp theo. Tiếp theo chúng ta chuyển sang luôn phần luyện tập ở trang số 137. Ở phần luyện tập này thì nó chỉ có hai bài, đó là bài 65 và bài 66, nên cô sẽ chữa luôn cho các bạn. Bài 65. Trang 137. Giả thuyết đề bài cho như sau. Cho tam giác ABC cân ở A. Cho tam giác ABC cân ở A. Và góc A phải nhỏ hơn 90 độ này. Tức là tam giác ở đây là tam giác nhọn. BH vuông góc với AC. Tại H, CK vuông góc với AB. Tại K, ý đối với ý B thì có cái giả thuyết là Y là giao điểm của BH giao với CK tại Y. Kết luận. Ý A là chứng minh cho AH
bằng với AK. Ý B là chứng minh AI là tia phân ra của góc A. Đó là bài số 65. Bây giờ dựa vào giả thiết kết luận, chúng ta sẽ vẽ hình cho tam giác ABC cân ở A. ABC kẻ BH vuông góc với AC. Đây là CK BH. Ý A là chúng ta chứng minh cho AH thì bằng với AK. AH bằng với AK. Thế thì trước tiên này, trước tiên từ cái giả thuyết là tam giác ABC cân tại A thì chúng ta suy ra cho cô là AB thì bằng AC mà góc B bằng góc C. Đó, tính chất của tam giác cân. Được chưa? Sau đó chúng ta mới bước vào chứng minh. Thì ở đây chúng ta muốn chứng minh cho AH bằng AK. AH muốn chứng minh AH. AH bằng AK. Phải chứng minh hai tam giác chứa hai cái cạnh đó bằng gì? Bằng nhau. Thì tam giác chứa AH nó là tam giác AHB. Tam giác AHB. Mà tam giác chứa AK là tam giác AKC, đúng không ạ? AHB AKC. Hai tam giác này thì có là góc K thì bằng góc H bằng 90 độ này, tức là hai tam giác vuông có góc A chung và có cạnh AB bằng AC. Chúng ta vừa suy ra rồi, AB bằng AC vừa chứng minh ở bên trên vì tam giác ABC cân. Thế mà AB là cạnh huyền này và AC cũng là cạnh gì? Cạnh huyền. Góc A lại là góc gì? Góc nhọn. Vậy thì tam giác AHB và AKC bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn, đúng không ạ? Cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh từ dưới lên. Ý A là sẽ xét tam giác AHB và tam giác AKC có góc K bằng góc H bằng 90 độ, mở ngoặc, vì BH thì vuông góc với AC tại H, còn CK vuông góc với AB tại K, có góc A chung. AB bằng với AC, chứng minh trên. Thế từ đây chúng ta sẽ được tam giác AHB bằng tam giác AKC theo trường hợp là cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Hai tam giác bằng nhau thì suy ra hai cạnh tương ứng là AH bằng A gì? AK là hai cạnh tương ứng. Ý B. Ý B là gọi Y là giao điểm. Y. Y là giao điểm của BH và CK, chứng minh rằng AI. AI là tia phân giác của góc A. Muốn chứng minh AI là tia phân giác của góc A thì các bạn phải chứng minh được A1 bằng A gì? A2. Muốn chứng minh A1 bằng A2, ý B này. Muốn chứng minh AI
AI là phân ra của góc A thì chứng minh cho A1 bằng A2, đúng không ạ? Muốn chứng minh A1 bằng A2, chúng ta chứng minh hai tam giác chứa hai cái góc đó bằng nhau. Chúng ta nhìn thấy là nó nằm trong tam giác vuông AKI và AHI. Tam giác AKI bằng tam giác AHI. Thì hai tam giác này là hai tam giác vuông, vuông tại K và gì? Vuông tại K và H. Cái thứ hai là chúng ta có cạnh AK bằng AH, vừa chứng minh ở ý A. Lại có AI chung. Vậy thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc gì? Cạnh góc vuông. Là một trường hợp bằng nhau của tam giác gì? Tam giác vuông. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét ý B. Xét tam giác AKI và tam giác AHI có góc K thì bằng góc H bằng 90 độ. Có AI chung, đúng không ạ? AI chung. Có AH thì bằng AK. AH bằng AK, vừa chứng minh được ý A. Từ đây chúng ta sẽ được tam giác AKI bằng tam giác AHI theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Hai tam giác bằng nhau thì suy ra hai góc tương ứng là A1 bằng A2, là hai góc tương ứng. Suy ra AI là tia phân ra của góc A. Thế là chúng ta đã được điều cần phải chứng gì? Chứng minh của bài số 60, 65. Chúng ta sang bài tiếp theo, đó là bài 66. Bài 66 trang 137. Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 148. Thì trên hình 148 chúng ta thấy có những tam giác là AMB bằng AMC, đúng không? Cặp tam giác thứ nhất là tam giác AMB bằng tam giác AMC. Cặp thứ hai là tam giác AME bằng AMD. AME bằng tam giác AMD. Cặp thứ ba là tam giác BMD bằng CME. Tam giác CME, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh từng cái cặp đó bằng gì? Bằng nhau. Thì cặp nào dễ dàng chứng minh được thì chúng ta chứng minh trước nhá. Phần chứng minh thứ nhất là chúng ta sẽ đi chứng minh cho AME bằng AMD. Vì có góc D bằng góc E là hai góc vuông. Cái thứ hai có cạnh AM chung, có hai góc A bằng nhau là hai góc nhọn bằng nhau, tương ứng bằng nhau. Thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Được. Chúng ta sẽ xét tam giác AMD và tam giác AME có này, có góc D bằng góc E bằng 90 độ, đúng không? Có cạnh AM chung, góc DAM bằng góc EAM theo giả thuyết. Thế thì từ đây chúng ta sẽ được tam giác AMD bằng với tam giác AME theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Trường hợp cạnh huyền góc gì? Góc nhọn. Xét tập tam giác tiếp theo là tam giác
BMD và MEC. Tam giác BMD và MEC. Chúng ta thấy có góc D bằng góc E bằng 90 độ. Góc D bằng góc E bằng 90 độ này. Cái thứ hai là chúng ta có cạnh BM bằng cạnh M gì? MC. BM bằng MC theo giả thuyết. Cái thứ ba là chúng ta có DM bằng ME vì tam giác AMD bằng AME. DM bằng ME vì tam giác AMD bằng tam giác AME. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra tam giác BMD bằng tam giác MEC theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc gì? Cạnh góc vuông, bởi vì BMMC là cạnh huyền, DMME là cạnh góc gì? Góc vuông. Cạnh huyền, cạnh góc vuông. Cộng đồ dòng tiếp theo là chúng ta đi chứng minh tam giác AMB bằng tam giác AMC. Thì chúng ta thấy có là cạnh gì? Cạnh AM chung này. Lại có MB bằng MC. Vậy thì chỉ cần chứng minh một là hai góc M bằng nhau, hai là cạnh AB bằng cạnh A gì? AC. Thế thì chúng ta thấy như sau. Có cạnh AD bằng AE vì hai tam giác AME bằng AMD. Rồi có BD bằng EC do tam giác BMD bằng với CME. Vậy thì sẽ được AC bằng A gì? AB bằng A gì? AC. Vậy thì tam giác AMB và AMC sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh, 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 đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta có gì? Ta có tam giác AMD bằng tam giác AME. Chứng minh trên thì được AD bằng với AE. Hai cạnh tương ứng. Tương tự tam giác BMD bằng tam giác MEC. Chứng minh trên thì suy ra được là BD bằng với lại EC là hai cạnh tương ứng. Từ đây chúng ta suy ra AD cộng với BD sẽ bằng AE cộng với EC. Tức là AB sẽ bằng với A gì? AC. Rồi xét tam giác AMB và tam giác AMC có AB này bằng AC, vừa chứng minh được MB bằng MC theo giả thuyết. MD AM chung. Từ đây chúng ta được tam giác AMB bằng tam giác AMC theo trường hợp cạnh, cạnh, cạnh. Dạ, đó là bài 60 gì? 66 với ba cặp tam giác bằng nhau. Cô đã hướng dẫn các bạn chứng minh rồi. Từ cặp tam giác thứ nhất, chúng ta có điều gì để chứng minh được cặp tam giác thứ hai? Từ cặp tam giác thứ nhất và thứ hai có điều gì để chứng minh được cặp tam giác thứ ba? Thì cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Đó. Đó là bài tập của bài số 8, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Thế thì chúng ta phải nhớ là nó có 4 trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Cô đã nêu ra cho các bạn rất là kỹ rồi và hướng dẫn các bạn làm bài tập rồi. Buổi hôm sau cái bài thực hình ngoài trời thì cô sẽ hướng dẫn các bạn nữa. Cái này trên lớp các thầy cô giáo sẽ hướng dẫn. Hôm sau chúng ta sẽ chuyển sang bài cuối cùng, đó là phần ôn tập chương 2. Các bạn đọc trước phần lý thuyết và cô hôm sau cô sẽ chữa lần lượt các bài tập trong trang 140 và 141. Buổi học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm sau.